Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Tân Phước tổ chức bắt quả tang tụ điểm đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại phần đất trống không người trông coi ở ấp 5 xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước và tạm giữ 54 đối tượng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, hàng chục con bạc tháo chạy tán loạn nhưng đã bị khống chế kịp thời. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 12 hộp xí ngầu, 27 con domino, 16 con gà đá, 1 cân điện tử, 100 cuộn băng keo, 6 cặp nhựa, 21 xe mô tô, 3 ô tô, điện thoại di động và hơn 310 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện công an tỉnh Tiền Giang và huyện Tân Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.